buổi sáng mấy ngày nay nó vô nó kiếm bông nè, mấy ngày nó vô kiếm ăn bông nè. Sáng sớm à, giờ này mới có 6 giờ mấy à mà đói rồi, vô mộ cô Năm Vũ Linh kiếm ăn bông mà nè, đuổi nó đi cả nhà. Mới sáng dọn bông ra giờ vô đây đói hay sao á, ngày cục đuôi có cái sừng dài không. Đó. Cỏ không ăn mà ăn bông quá trời cỏ luôn kìa. Đi đi. Quá trời cỏ luôn mà không ăn. Vô đây ăn bông của cậu Năm. Bông để trưng đẹp nhưng mà vô đây ăn hết rồi. Cỏ một đống luôn nè, ăn cỏ đi. Nay thì phải ăn cỏ chứ nay mà ăn bông cái gì. Đi ăn cỏ đi nay. Đi đi. Đi đi. Rồi, đuổi nó chạy, công đích chạy luôn rồi. Đuổi qua gần cầu su rồi cả nhà, công đích chạy mất tiêu rồi. Rồi bây giờ mình đi lao bàn thờ cả nhà. Hôm nãy thì đang ngồi chuẩn bị đi lao bàn thờ thì cái con nai nó vô, nó định ăn bông mà đuổi nó đi rồi. Bây giờ vô lao bàn thờ cho cậu Năm nghe cả nhà, để chào đón những khán giả đến viếng thắp hương hồi hướng cho cậu Năm.
chào em. Cặp chàng trai Vũ Linh đến kiếm vừa. Đồng mẫu chưa? Đồng mẫu cô về chưa? Rồi. Nhanh dữ hả? Buổi tối nha. Hôm qua là về chạy biết mấy giờ? 6 giờ 15 mới về đó. Về đâu vậy nhà? Về nhà trọ đó. Ủa sao kỳ vậy? Hát cỏi mình mới qua đây. Bữa nay có gần cỏ không? Nay hả? Có cỏ xong chưa? Xong, hôm nay đi quét, rửa mộ. Có rửa mộ. Lát nữa qua nha. Qua tiếp nữa. 1.3, 1.4. Hôm bữa cô Huệ về, cô Huệ nói chuyện kìa. Gì? Nói gì? Cô Huệ chết rồi, người ta đâu biết gì nữa đâu. Sao biết? Cô Huệ nói hôm bữa chị sáng sớm mới tắm, cô Huệ lạnh cảm luôn. Hết xì hoài. Không biết à? Không nghe đâu. Không nghe. Ta chết rồi, ta đâu biết gì nữa đâu. Cô Huệ nói em á là chị tắm cho cô Huệ sớm quá lạnh cảm. Không tin à? Rồi. Để bữa nào cô Huệ nói em ghi âm lại cho nghe. Muốn nghe không? Không nghe tin. Không tin hả? Rồi bữa nào em ghi âm lại nghe. Cô Huệ em bữa nói Tài ơi, con nói với Tuyết Nhung á là tắm cho cô tắm được nhưng mà tắm ít thôi. Nhiều quá cô lạnh quá, cô cảm rồi. Chết rồi đâu biết gì đâu người ta nói. Nói để bữa nào cô nói em ghi âm lại cho chị nghe. Lúc đó sợ mất hồn. Đừng khóc nha, đừng bỏ chạy nha. Trời đâu có sợ đâu. Không sợ. Ở đây công ty nó dễ hết rồi, đây còn một nào mình làm. Đâu có sợ ma đâu. Tụi nó 5 giờ tụi nó về hết rồi. Hiền lắm hả? Người ta đâu biết gì đâu. Không biết. Người ta đâu có nhắc mình đâu. Rồi thật nhanh đi, sạch sẽ rồi đó. Lên cho chúng với số nha. Không có hồi năm không có chưa? Thích giấy gì đâu, giấy sức khỏe thôi. Giấy sức khỏe thôi. Ok. Rồi. Để khóc em ơi. Để khóc hả? Khóc hả? Ý nó để khóc hay sao đi, lúc nào cũng phải tươi cười á. Lạc quan lên, đừng có u sù. Lạc quan lên hả? Ừ, vui lên. Cười lên hả? À, không có gì mà buồn hết. Buồn làm chi? Sao đốt có 2 cây nhang vậy? Vậy? Sao đốt 2 cây vậy? Không nên hả? Thôi biết rồi, thì nói gì đó, ý mình nói gì đó. Đốt 2 cây là đủ hả? Tuyết Nhung là sáng nay là qua váy cậu Năm là đốt 2 cây nhang to đó nha. To khổng lồ, siêu to khổng lồ. Rồi đi, giờ là đi qua bên khu bển làm đó hả? Xong chưa? Chị Tuyết Nhung? Cái gì? Xong rồi không? Xong rồi, giờ lau lại lần nữa. Lau mặt cho kinh kinh quậy. Lau mặt hả? Ủa chú lên kìa nào, nó lên bộ hả? Lên mộ lao phải không? Lên mộ lao. Này không phải vị trí của mình chứ. Vị trí của mình là mộ này lúc nào cũng bóng hết. Cái mặt tì nè. Dơ quá.
còn nó ở đây nó chỉ quát cỏ gì hết. Chăm nước cho con Năm cả nhà ơi.